Ok. Ok, trong 1 phút. Trời ơi. Bắt cá giùm đi. Đang đói mà. Dạ giúp bắp bắt cá đi. Trời ơi. Và bắp không chắc là như thế nào vừa cái này á. Cá ơi. Để Vân. Wow. Cá đâu? Cá. Lúc khi. Không có. Không biết. Không có. Ghê quá. Cái cá. Trời ơi. Ghê quá. Ôi. Cái đuôi. Không phải. Cái đuôi thôi. Không phải cái đuôi. Okay. Cái lá. Okay. Yeah. Nên đây đi. Bắp mẹ quá, bắp đòi quá. Đây. Ok, có rồi. Ok, một cá. Đây không có cá sâu đúng không? Thôi. Đây có. Cái này là có nhưng mà không có. Khó quá. Cá là phải biết là bắp ở đây rồi. Đừng có chơi nữa. Hai cái đủ rồi, đi. Ok. Thôi sao ăn ít rồi, là bắp, một ngày được bắt 2 ca thôi. Ok. Cảm ơn bắp nhiều. Trời ơi. Ủa kì hiếp của bắp ở đâu? Đây. Bắp không cần nữa. Mà lỡ cái khi có đá hay cái gì á, cứ mang vô đi xong rồi lấy nữa, lấy nước. Rửa. Ôi được rồi, bắp cứ đi đi, mấy cái chuyện nhẹ cho Vân làm đi. Để chia cái sự khổ chứ. Bắp phải tắm luôn. Hơi nhúng cái này luôn. Bắp rất là giúp Vân để đi lấy bông ở trong hồ, xong rồi bây giờ hồi nãy bắt cá nữa, thì Vân cảm thấy là ở trong đời này giống như Vân là tới cái tuổi mà suy nghĩ đấy, đến có gia đình, thì bây giờ mình mới biết ra là mình cần những cái gì ở trong một người. Vân cảm thấy gần hơn với bắp, với lại Vân giống như muốn giúp bắp mà không biết giúp bằng cách nào. Ủa cái cá hả? Không sao. Nửa tuần ăn chay là mình sẽ không, giống như thấy cái gì nó chết rồi được cơ mà mình đã sao giết nó. Đúng rồi, tập giống. Tập hiểu. Ok. Trời ơi. Xin lỗi bác, là không thể giúp được nhiều hơn kia. Mẹ con muốn đi về quá.
Nhưng mà bình thường bạn sở thích ở thiên nhiên như này không? Dạ, vì nó sở thích nhìn qua xong rồi đi bộ vòng vòng đồ mà vì nó sẽ không biết cách giống như vô bắt cá xong giết nó. Đúng rồi, đúng rồi. Mà không suy nghĩ nhiều, không suy nghĩ nữa. Thôi mày thôi. Bác nghĩ là bạn sẽ thích ăn cái này á. Ăn chay. Bạn sẽ biết hát không? Hát không? Hát không? Biết không? Đáp ăn cookie. Bạn sẽ có muốn tư không? Tư một chút không? Dạ. Nói ngon. Không sợ. Không biết là đây là nước mắm á, nước mắm là đây nè, chanh muối. Rồi bây giờ ăn cái này, cái này nước mắm ta, cái này nước mắm không. Ủa, nước mắm ta sẵn rồi, cái này là nước mắm chất nguyên. Không, cái này không biết. Ok, bắp thử. Mình thường em nấu cá ở trong chợ, cá kho tổ. Mà làm chín hay là làm nướng? Là cả hai. Lần đầu tiên. khó lắm. Khó lắm. Dạ, bác rất là giỏi. Mình nói xin lỗi là lúc không đầu không á không là... Xin lỗi. Vâng. Vì nó sẽ cũng không có làm được cái gì hết. Vì nó sẽ chỉ ở thành phố biết làm thôi mà không có quen cái gì. Không quen rồi, hết rồi, không có rồi. Giúp cái gì được hết. Bắp ăn lúc trước rồi. Cái này á, sắp cỏ cả nữa. Uống được không? Dạ. Cảm ơn. Về bắp làm xong mệt mỏi mà Sa cũng chẳng làm gì cho bắp được mà bắp vẫn còn rất là hiền, rất là tốt với Sa. Thì Sa thấy là thật sự sau này á, là Sa phải suy nghĩ cái bản thân của mình lại. Thì đừng có nhìn một người xong rồi nói chuyện sơ sơ xong rồi nghĩ là mình sẽ biết người đó ra làm sao. Cảm ơn Sa. Hello. Hello Vanessa. Khỏe không em? Dạ em khỏe, chị khỏe không? Khỏe, em đang làm gì? Dạ thật sự là em đang gọi là tại vì có một người mà em muốn giới thiệu chị á. Mình hấp dẫn vậy. Hi chị Trang. Mà em muốn giới thiệu đây là bạn trai 24 tiếng của em. Anh chào chị. Đây là chị Trang. Em chào chị. Chào chị chứ không phải là anh chào chị. Ủa mà bác là người Thụy Điển. Ồ, người Thụy Điển. Kể tại sao nói được tiếng Việt hay vậy? Sao ơi, chắc nói chuyện với con gái Việt Nam nhiều lắm mới học nhanh vậy á. Đúng không? Lúc đầu ấy, em cũng nghĩ vậy. Em cũng nghĩ là sống ở đây mà nói rành vậy là chắc có nhiều con, em con lắm. Con biết là tiếng Việt luôn, không biết là người Việt. Dạ đúng, thì lúc đầu ấy, là em nói là sẽ không thích đâu. Bác có muốn nghe lời khuyên không? Sa có thoải mái không? Sa cũng giống như ok, cứ nói đi. Thì chị
cũng hiểu Vân khá nhiều. Thì chị nghĩ là để mà trở thành bạn trai của Vân á, thì lúc nào cũng nghĩa là một người con trai phải trưởng thành, biết lo lắng cho Vân, biết kiếm tiền. Nói chung là khó quá. Cô nàng này đã bị spoil rồi, đã bị chiều đến mức hư hỏng rồi. Kệ nhiều quá. Nhìn ở ngoài ba thì chị thấy hai đứa rất là đẹp đôi. Thì chị chúc hai đứa, hy vọng là hai đứa nên duyên. Dạ. Thôi chị phải đi rồi. Ok. Chào bạn nha. Ok, thank you chị. Nha, đừng có khóc nữa nha. Ok. Bye bye. Mình cảm thấy Bắp cũng là một người khá đáng yêu. Vẻ bề ngoài cũng khá đẹp trai, cũng có thể là khá phù hợp với Vân. Về tính tình thì thấy cậu cũng hiền và cũng biết lo cho Vân. Mà ngày đầu tiên Vân khóc từ sáng đến tối như vậy mà cậu không sợ thì thấy cũng có vẻ ổn. Hồi đó là cũng có người hỏi lấy xa, bây giờ cũng vậy, cũng có nhiều người thích xa mà có thể cho xa một cuộc đời giống như dễ, mà nếu mà người đó không phải là bạn thân nhất ở trên đời của xa là xa không muốn, là tại vì lỡ khi ngày nào đó mà không có cái gì á, là mình có làm lại từ đầu được không? Tại vì nếu mà mình chỉ có sống về vật chất không á, là mình không có cái gì để dạy con cái hết. Ok. Cheers. Lúc khi hai người nói chuyện ở đây á, Bắp nghe ý của xa nhiều. Và bập nghe xã nói muốn kết hôn và gia đình và con nữa. Ý của bập là bập cũng muốn nhưng mà rất là khó cho bập, tại vì bập đi nhiều nơi, công việc của bập phức tạp một chút và chưa chắc là bắp ở đây hay là ở nơi khác. Bắp nghĩ là khó nhưng mà bắp vẫn có muốn quen và gặp xã nữa. Thì bắp sẽ gọi chỗ papa cho bắp và giới thiệu xa. Ủa? Hey, Papa. Hello, man. Yeah, how are you? Hello, man. Yeah. Can we speak English? Speak English? Can we speak why? English? Yeah, why? Because I want to introduce you to someone. You want to introduce me to somebody? Yeah, I want to introduce someone to you. Yeah. Hello. Hello. Nice to meet you. Wow, thank you. So weird. Yeah. So, where do you come from? The country? I'm from California. From California? Yeah. But you live in Vietnam? Yes. Saigon? Yes. Okay. I've been here for a year. What's your name? I'm Vanessa. Vanessa? Yes. Are you up? You don't know what the Vietnamese is name? Oh, Vân. Vân. Oh, okay, because I think they are so difficult, you know, the name. I'm here in my little house, my tree house. Tree house. Sweden. Mm. Want to see it? Yes, please. You understand? He said in Swedish. Oh, he said you want to see? Yes, yeah, we'll see it. Oh, it sounded the same. Similar, yeah. Yeah, nice weather now. Wow! I love that! Yeah, see, that's the countryside I can go to. Không có mũi. Có mũi, nhưng mà không cần chết cá. Wow! I love arranging flowers. Nice. Wow, that's beautiful. Yeah.
Men jag får ringa dig lite senare nu. Vi ska spela in vidare nu. Okej. Okay. Vi syns snart. Vi hörs då. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks. See you maybe. Let me see you sometime. Okay, sounds good. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Okay, daddy, I'll call you later, okay? Papa, jag ringer dig sen. Okay, my dog. Mm, puss. Okay, papa. Puss. Yeah, that's Spanish style. Wow, he's so nice. Yeah. He's so thoải mái. Vợ giống bác không? Giống nhau không? Rất là giống như vui vẻ giống nhau.